Ôm anh cứ Phạm Đình Nhi, 108988 30 mọi đi ngủ trước người. nha. Ok anh Hiếu ơi, chúc anh ngủ ngon. Sao bạn ý bị trong trận rồi? Lát à? Phở lo nữa. Được rồi, nếu cậu thích tớ lại phải thể hiện cho con đấy. Con ghét tí nhỏ mà cứ bắt tớ múa có phở lo thế. Tớ múa phở lo Ôi nhá. chan, bé muốn chơi. Cầm 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 vội. Thử mua viên. Được rồi. Không, bây giờ để tớ phải bật quả nhạc ấy lên. Đoạn tuyệt nàng quay bước này. Kiểu khuyên khuyên là đừng dỗi anh Hoàng nữa cái thứ ấy. Ôi trước em bị dỗi anh có khuyên đâu. Nguyễn Bây giờ Minh anh lại bắt em khuyên. hello chị Mây. Mày có giờ bị dỗi đâu. Mày có giờ Đây bị rồi khuyên mọi đâu. người. Đâu có tí tính đông bằng ở đây cả. Để... Mày khác, anh khác. Cậu nhìn này, tớ chuẩn bị múa và lo cho cậu xem. lại cao thủ rồi à? em lên chiến tướng mới xuống chiến tướng, nó cứ như kiểu là Đỗ đi Văn chợ ấy Nhân, mà hello chị Mai. thích lên hay không thôi. Phần nhân nhân chi nhô, phần Cấm lo rồi, đâu? cấm rồi. Cậu ơi, thằng kia cấm phần lo rồi. Hay tớ muốn nắp cho cậu xem Cậu làm nhá, lại la đi. tớ muốn nắp cho cậu xem nhá. Nó cấm, nó sợ con phần lo của tớ rồi cậu ơi. Chết dở không, nó biết là Mây Mây định muốn phần lo, nó đã cấm rồi. Nó đã Sợ quá rồi. Chị nói chuyện với ai vậy? nó đã cứu Win nó mà đã thua thì cứu chắc chắn là win đấy. nó đã cứu team nó một bàn thua trông thấy cậu ạ. À, tệ thật. Nếu tớ muốn vợ lo thì Giờ chắc thì là có anh không lo cái gì. 10 người đều phải Anh khiếp nói lại. sợ. Để xem sao. Nó cấm rồi, game sau đi, game sau đi. Chính ra từ từ lúc chị đi tập gym em thấy nó to hơn đấy. Mỹ Trang, chúc em kiểu ngủ cấm kiểu ngon. Mày mà bị không đần ngủ được. à? Tao vặn cái mic này to hơn, đồ dốt. Đây này, mày có thấy cái mic này không? Nó có cái cỡ. Bình thường tao để nấc thứ ba thôi, bây giờ tao chạm tay nó lên tận mức mắc bố rồi. Thì chả to. Để bạn bé đi nhá. Đấy, thấy bé hơn chưa? Nói chung mồm chị vẫn to. Nhung nhung, Mai đi Mai hả? đi. Sao lại Mai? Cậu đi ngủ à? Không, cậu phải xem tớ múa trận nấc này tớ lấy lại thể diện của 6 trận ngày hôm qua đó. Cậu chưa được ngủ, tớ phải múa nấc xong tớ mới được đi Chu ngủ. cẩn thận mất mất luôn sĩ gì thanh thanh thế Thằng cho nó xin sợ mày chưa ôm mày đã vô xin vi này mà nói câu luôn, tao tao đốp cho vào mồm mày đấy, mày cứ thanh lắm rồi Nguyễn anh Minh có Đức xanh con. xin khắc ghi sao giọng siêu việt mày bé đấy vô bi siêu việt của tớ không có skin của tớ, nó chưa chưa xài. Con ừ, gặp anh đi gặp vô bi anh cũng nhớ vô bi đang 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 ok chúc trang ngủ ngon nhá. Chứ không anh lần không mệt. lần lần đầu thấy anh chịu dàng với em ấy. Thế lần đầu thấy anh chị dịu dàng với em các thứ, anh vẫn luôn dịu dàng với vô bi mà. Thế nó cứ bị là lạ quán sao quân đi chị. Chị thấy múa cái này là mượt nhất rồi, so với những cái skin chị đang có, chị múa cái này nó là ok la nhất rồi đấy. Không, để chị phải bảo bạn chị phải xem không trận chị muốn nắc đó. Hôm qua bạn ấy đã chứng kiến 6 trận của chị, nó bị mất mạng nên là nó như thế. Bây giờ bạn ấy phải xem lại trận này, cậu phải xem. Mỹ Trang, chúc gì thì dành. Cậu phải xem đi để trận này tớ chiến thắng cho cậu nhìn này. Lấy lại tất cả những gì đã mất ngày hôm qua. Nhìn nhá. Thôi muốn nắc nghe nhạc Flo chắc là cũng rực rỡ đấy. Cũng cân năm đấy mọi người nhỏ. Chị ơi, tí chị chơi Arduin trên kèo ngộ không với chị nhá. Cứ bắt Arduin Nguyễn thôi. Văn Hào, xin nghỉ. Hello anh Hào. Bật cái nhạc mút Flo này nó phải to lên. Có bản quyền không nhỉ? Tí ra bản quyền chết mẹ. Nhà phải lo đấy, hình như mic rồi làm sao bản quyền đâu nhỉ? Chào mừng đến với chương trình vô tận. Không, mic thì không bị ổn Đặng anh đây, có đây, cái đẹp. Không có lo đi đâu. Em phải né anh không nào. Win lại game nữa nè à? Không win là cậu phải xem đến bao giờ tớ muốn nắc win thôi nha. Riêng đã bắt tớ động đến con nắc này tớ phải chơi bao giờ win thôi đấy. Nói trước. Đi canh dừng kìa. Đây, canh của xanh không? May quá, trận này thằng Vobi nó chơi cái con có thể để lại di sản rồi anh em ạ. Thế nhưng trước khi nó chết nó để lại di sản. Gái xinh muốn nắp và em mua xanh cho em đánh sung hơn. Mày có tác dụng đi Vobi. Sao mày làm gì? Đứng đực cái người ra để Greg nó kéo bùa ra nữa. Ủa. Một người đàn ông yêu đuôi. Cậu phải xem bao giờ tôi muốn nấc rồi.